Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, những câu chuyện chứa đầy ma thuật, nơi các nhân vật chính đi khắp nơi và giải quyết các vấn đề khác nhau, luôn thu hút người đọc bởi những pha chặt chém, cháy nổ mãn nhãn. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với Top 10 Manhwa, Manhua Fantasy, siêu hay chắc chắn bạn chưa đọc. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Tái sinh thành công chức ở một thế giới xa lạ. Thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy manhwa shonen. Cậu ấy đang trên đường đi mua bia để ăn mừng vì đậu công chức, nhưng đột nhiên bị một chiếc xe tải đâm trúng và sau đó tỉnh dậy ở một thế giới khác. Tái sinh trở thành Dan Buckplate, con trai của trưởng tộc chiến binh huyền thoại. Cậu ấy đã tiêu diệt cả con quỷ vào năm lên 8 và một con rồng khi bước sang tuổi 12. Dưới sự huấn luyện theo phong cách Spartan của người cha dũng mãnh, cậu ấy đã sống một cuộc sống không hề bình thường. Mình phải rời khỏi nơi này để tìm kiếm sự yên bình. An toàn là trên hết. Vậy nên, cậu ấy đã quyết định trở thành một công chức bình thường ở đế quốc. Denberg thật sự có thể trở thành công chức và sống yên bình, ổn định như mong ước hay không? 9. Mẹ tôi là một chòm sao bảo hộ. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy shonen. Một thảm họa không mong muốn đã xảy ra. Cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác được mở và những con quái vật hùng bạo đặt chân lên vùng đất của chúng ta. Tuy nhiên, vào ngày nhân loại sắp bị diệt vong, phép mâu đã xuất hiện. Một người có khả năng vượt xa sức mạnh và tâm hiểu biết của con người. Nếu không có người anh hùng được chòm sao bảo hộ này, có lẽ nhân loại đã bị diệt vong. 8. Người trái đất quả thật rất tàn ác. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy manh hùa. 50 năm trước, một đội quân đơn độc dương cao ngọn cờ chiến đấu của nền văn minh trái đất đối mặt với quái vật và bộ tộc điên cuồng đáng sợ khác trên thế giới. 50 năm sau, Meng Chao đã tái sinh và phát hiện ra rằng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, nhân vật chính tái sinh và bắt đầu đấm quái vật, dẫm lên quái vật, xé xác những vị thần cổ đại và đàn áp các thế giới khác. Trong kiếp này, anh ta thề rằng sẽ không chỉ về lại cuộc đời của mình mà thậm chí là kết cục của cả nhân loại. 7. Thanh gươm quỷ, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manh hùa võ thuật siêu nhiên. 3 thập kỷ trước, 4 thanh gươm quỷ có khả năng chinh phục trái tim nhân loại, uy chấn thiên hạ võ lâm. Hàng trăm môn phái đã bị hao mòn sinh lực và bị tàn phá. Vô số sinh mệnh vô tội đã bị diệt vong trong biển máu và chiến tranh. 6. Phong lôi kiếm, thể loại hành động võ thuật Manhwa. Đồng bang Mui, con trai của tử vương Đồng bang Gojin, người được gọi là chiến thần. Khi được bí mật sinh ra, cậu đi theo con đường của ông và trở thành một lính gác cấp thấp của Liên minh Võ Lâm. Đồng hành với vô tình trảm kiếm của thợ săn tiền thưởng, Sàn Anh kiếm được làm bởi độc duệ Sàn Anh của sát thủ mạnh nhất thế giới và tình yêu của Bi Chanri Yaun sở hữu mận phi kiếm, cậu nâng lên phong lôi kiếm ra ngoài thế giới. 5. Thực thư pháp sư, thể loại hành động phiêu lưu fantasy harem phép thuật manhwa học đường shonen siêu nhân. Theo Dore Miller, một sinh viên lưu ban thất bại đến nỗi không thể tốt nghiệp học viện trong suốt 3 năm trời. Tuy sở hữu một bộ não thông thái và ý chí sắt đá, nhưng cậu ấy lại không thể vượt qua được hiện thực rằng bản thân mình không thể sử dụng phép thuật. Nhận được cơ hội cuối cùng trước khi bị đuổi khỏi học viện, Miller chán nản tìm tới thánh địa riêng của bản thân mình, thư viện của học viện, và tình cờ ở đó cậu ta tìm được một cuốn cổ thư và bị cuốn cổ thư đó ký sinh vào cơ thể. Để tồn tại, cậu phải cho nó ăn các cuốn sách phép thuật khác mỗi ngày, nhưng đổi lại, những cuốn sách đó lại được chuyển hóa thành ma lực của bản thân cậu. Với bộ óc thiên tài, nay lại được sở hữu năng lực thực thư cực kỳ bá đạo, theo Dore Miller từng bước dấn thân vào con đường trở thành pháp sư tài giỏi nhất, đồng thời bí mật về thời kỳ lãng quên cũng như thân phận thật sự của cuốn cổ thư dần được hé lộ. 4. Đồ Long, thể loại hành động phiêu lưu fantasy shonen. Một binh đoàn quái vật
từ cổng không gian dưới sự dẫn dắt của một con rồng đã tiến công xâm lược trái đất. Dưới tình hình đó, các Psykers đã xuất hiện và đứng lên kháng cự lại binh đoàn quái vật. Sau một cuộc chiến dài dẳng, nhân loại đã chiếm được phần thắng, tuy nhiên bọn chúng sẽ trở lại. Lời sấm truyền, 15 năm sau, loài rồng sẽ trở lại để xâm lược trái đất. Thời gian chỉ còn 3 năm là đến thời hạn lời sấm truyền có hiệu lực. Lee Han, một cậu nhóc bình thường, đã thức tỉnh thành Psyker. Ba, con trai út của gia đình kiếm thuật danh tiếng, thể loại hành động phiêu fantasy shonen. Jin Rankandel chính là con trai út cũng như là nỗi hổ thẹn lớn nhất của dòng tộc Rankandel, dòng tộc kiếm sĩ lừng danh nhất xứ sở. Kết quả là hắn ta bị dòng tộc trục xuất, cuộc đời từ đó đi vào ngõ cụt. Và rồi hắn đã được ban cho một ân huệ. Nhà ngươi sẽ dùng sức mạnh này để làm gì? Đương nhiên là làm lợi cho chính mình rồi. Hắn có mọi thứ, từ hồi ức quá khứ, tài năng vượt bậc cho đến giao ước với thần linh. Mọi yếu tố cần thiết để vươn tới đỉnh cao đều nằm gọn trong lòng bàn tay. 2. Thiên ma quân sư, thể loại hành động phiêu fantasy, manhwa võ thuật. Sư phụ ơi, bài học tiếp theo là gì ạ? Một thảm họa đột nhiên giáng xuống trái đất, khiến cho Huyền Sô, một nhân vật chính phải tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị thiệt mạng. Người thân duy nhất sống sót của cậu là người em trai đang hôn mê. Vì để bảo vệ em trai, cậu đã cố gắng hết sức. Nhưng chỉ vì là một người hỗ trợ vô năng, cậu luôn phải chịu đựng sự khinh miệt. Và đó là lúc vị cứu tinh Chung Yong xuất hiện. Chung Yong, một cao thủ võ lâm đã du hành thời gian, tới đây để dạy cho Huyền Sô võ nghệ. Này đồ đệ! Dạ thưa sư phụ! Một, người chơi mới cấp tối đa, thể loại hành động phiêu fantasy shonen. Jin Hyuk, một YouTuber chơi game, là người duy nhất nhìn thấy phần kết của trò chơi Tower of Trials. Tuy nhiên, khi mức độ phổ biến của trò chơi giảm sút, anh ấy trở nên khó khăn để tiếp tục kiếm sống bằng nghề chơi game YouTuber. Vì anh ấy đã thấy kết thúc trò chơi, anh ấy định nghỉ chơi. Nhưng ngày hôm đó, Tower of Trials đã trở thành hiện thực và Jin Hyuk, người biết về mọi thứ trong trò chơi, đã tiếp quản mọi thứ nhanh hơn bất kỳ ai có thể làm được. Tôi sẽ cho bạn thấy một người chuyên nghiệp thực sự là như thế nào. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua fantasy siêu hay chắc chắn bạn chưa đọc mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mà rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!